Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14 tháng 7 tới. Trong tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thảo luận cụm tổ đại biểu trước kỳ họp để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2023. Vấn đề giải ngân vốn đầu tư quá chậm, những khó khăn vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị liên quan và giải pháp để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, bất cập trong đấu giá quyền sử dụng đất là những vấn đề được nhiều đại biểu nêu ý kiến tại buổi thảo luận. Đại biểu cũng cho rằng Đồng Nai có nhiều tiềm năng về du lịch, nhưng thực tế cho thấy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh chưa bền vững, chưa thu hút được nhà đầu tư. Liên quan đến quản lý đất đai và xây dựng, đại biểu đề nghị phải chấn chỉnh công tác này trên địa bàn tỉnh, tránh hệ lụy sau này là phải xử lý cán bộ vi phạm. Các đại biểu cũng nêu những bất cập trong công tác quản lý thoát nước đô thị, khi hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 39 điểm khu vực ngập chưa được xử lý dứt điểm, ý thức người dân chưa cao, còn xả rác bừa bãi dẫn đến tắc nghẽn các ống thoát nước. Đối với vấn đề trẻ em bị xâm hại, nhiều vụ rất nghiêm trọng đã để lại những ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các em. Đại biểu cũng đề nghị sớm có giải pháp giúp người nông dân ổn định sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch cho thị trường để không còn xảy ra tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Đề nghị cần xem xét và tiếp tục có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, công nhân đang gặp khó khăn do không có đơn hàng sản xuất, không có công ăn việc làm dẫn đến thất nghiệp, quan tâm đến công tác xã hội hóa trong ngành giáo dục. Cử tri xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai kiến nghị công an tỉnh xem xét lắp đặt camera giám sát tại các chốt giao thông ngã ba, ngã tư để góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm luật giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chỉ đạo Công an tỉnh rà soát trả lời ý kiến cử tri. Theo đó, việc cử tri kiến nghị là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Và việc góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông, hệ thống camera còn được sử dụng vào mục đích trích xuất dữ liệu liên quan đến tai nạn giao thông, hỗ trợ công tác điều tra, truy vết tội phạm. Thực hiện chỉ đạo của Cục C08 về việc đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính, Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, địa bàn huyện Trảng Bom đã đề xuất lắp đặt 47 bộ tập trung tại các tuyến đường huyện, đường xã, đường đô thị và báo cáo Cục C08 để tổng hợp nghiên cứu đầu tư lắp đặt. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục kiến nghị Cục C08 để được lắp đặt, nâng cấp, sửa chữa trong thời gian sớm nhất để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh.